Xin kính chào quý vị và các bạn đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về chiến sự thế giới trên kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các thành viên Hội đồng An ninh Nga ngày 15 tháng 3 nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân Nga, ít nhất ở khu vực biên giới, chế độ ký ép đang cố gắng thực hiện một số hành động tội ác, đó là tấn công vào các khu định cư dân sự ở Nga những cuộc tấn công này của kẻ thù sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Ông Putin cũng khẳng định 95% số đạn pháo và tên lửa đã bị các lực lượng phòng không Nga bắn hạ, song các đòn tấn công của Kiev cũng gây ra thương vong cho dân thường Nga. Ông chủ điện Kremlin cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine hoàn toàn vô nghĩa về mặt quân sự, chỉ nhằm gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu bầu tổng thống và uy hiếp người dân Nga ở những vùng giáp biên giới. Tổng thống Nga cho hay họ thất bại ở mọi mũi tiến công, các đợt xâm nhập đều bị đẩy lùi, binh sĩ đối phương phải rút chạy với tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine điều động hơn 2.500 binh lính, 35 xe tăng và 40 thiết giáp cho chiến dịch, nhưng đã mất 60% binh lực và hơn 50% xe tăng thiết giáp trong nỗ lực này. Ông cho biết thêm, những vụ tấn công này sẽ bị trừng phạt, người dân Nga sẽ càng thể hiện lòng đoàn kết vững vàng hơn trước những cuộc tập kích. Quan chức tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm trước đó cáo buộc Quân đội Grenada phó kích các công trình được dùng làm điểm bỏ phiếu ở khu dân cư Kachovka và Berilivka, gây hư hại cơ sở hạ tầng và làm một số người bị thương. Liên quan đến cuộc bầu cử tại Nga, theo RT, các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở vùng Viễn Đông của Nga đã bắt đầu mở cửa đón cử tri vào 8 giờ sáng ngày 15 tháng 3, theo giờ địa phương, bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Các trung tâm bỏ phiếu khác sẽ mở cửa dần dần trên khắp nước này cũng vào 8 giờ sáng. Do nước Nga trải dài trên 9 múi giờ nên phần lớn các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Moscow và vùng miền Tây nước Nga đến 12 giờ sáng theo giờ Việt Nam mới chính thức mở cửa. Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga chính thức bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống Nga kéo dài 3 ngày. Phát biểu tại lễ khai trương trung tâm thông tin của Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga có tên viết tắt là CEC, chủ tịch CEC Ela El Bang tuyên bố hệ thống bầu cử đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Tổng cộng 94.000 điểm bỏ phiếu hoạt động trong cuộc bầu cử tổng thống lần này với hơn 113 triệu lá phiếu được chuẩn bị. 12.645 phóng viên của 2.458 cơ quan truyền thông đã đăng ký tham gia đưa tin về cuộc bầu cử. Năm nay, có 4 ứng viên tham gia bầu cử tổng thống Nga, trong đó tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Các ứng viên còn lại gồm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Leonid Slutsky, Đại diện Đảng Cộng sản Nga, Nikolai Rakhitonov và ứng viên Đảng Những con người mới, Vladislav Davakov. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau cải cách hiến pháp năm 2020, trong đó thiết lập giới hạn hai nhiệm kỳ 6 năm cho bất kỳ người nào giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo điều kiện cho ông Putin có cơ hội tái tranh cử. RIA Novosti trích dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Kể từ đầu năm nay, quân đội Nga đã phá hủy ít nhất 40 hệ thống tên lửa phòng không và ít nhất 20 radar các loại của Ukraine. Trong đó, 10 hệ thống tên lửa phòng không S-300 bao gồm biến thể S-300PT và S-300PS cùng ít nhất 10 trạm radar của các hệ thống này đã bị phá hủy. Xét về các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, trong hơn 2 tháng qua, Nga đã phá hủy 6 hệ thống phòng không Patriot và ít nhất 2 radar thuộc hệ thống này. Ngoài ra, bốn hệ thống phòng không SAPMT của Pháp, ba hệ thống IRIST của Đức và một hệ thống NASAMS của Na Uy cũng bị phá hủy. Giám đốc Cục Phân tích Quân sự Chính trị Alexander Mikhailov nhận định, các cuộc tấn công của Nga được thực hiện hiệu quả nhờ sử dụng bom dẫn đường kết hợp mô đun hiệu chỉnh phổ quát UMPC. Theo ông, ngoài sử dụng vũ khí nói trên, Nga cũng thành công trong việc triển khai một loạt các tên lửa phòng không tối tân, bao gồm Tornado S, Iskander và máy bay không người lái cảm tử Lancet. Bên cạnh đó, Nga được cho là chiếm ưu thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử trong cuộc xung đột ở Ukraine khi thường sử dụng những hệ thống này để vô hiệu hóa UAV, bom và tên lửa của đối phương. Nga cũng chủ động triển khai các hệ thống tác chiến điện tử để làm chạy hướng vũ khí dẫn đường chính xác của Ukraine, trong đó có các tên lửa HIMARS, đạn pháo x X-Caliber, giữa bối cảnh những khó khăn của Kiev để bắt kịp các biện pháp phản ứng của Moscow ngày càng gia tăng. Mặc dù UAV được tăng cường sử dụng trên tiền tuyến, nhưng từ 60-80% đến 80 các cuộc giao tranh vẫn liên quan đến pháo và tên lửa. Trong tác chiến hiện đại, việc kiểm soát phổ điện tử để gây nhiễu UAV, đối phương và đảm bảo các UAV của mình không bị gián đoạn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thiết lập được ưu thế tác chiến điện tử sẽ giúp một bên vô hiệu hóa đối phương mà không gây tổn hại cho chính mình. Cả Nga và Ukraine đều tiếp tục nỗ lực nâng cấp năng lực tác chiến điện tử, Ukraine thông báo, bên cạnh tăng cường quy mô sản xuất UAV, nước này cũng mở rộng sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử để đối phó với UAV của Nga. Một phần trong các tài liệu bị dò dỉ của Lầu Năm Góc hồi tháng 4 năm ngoái tiết lộ, Mỹ lo ngại các hệ thống gây nhiễu của Nga đang làm giảm độ chính xác của các vũ khí do Washington sản xuất được cung cấp cho Kiev. Các nhà phân tích quân sự nhận định, trong khi Nga chưa đạt được thành quả quân sự đột phá trên chiến trường Ukraine, thì rõ ràng nước này có ưu thế lớn hơn về tác chiến điện tử hôm 15 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine sẽ không thể né tránh sự trừng phạt vì phá hoại cuộc bầu cử bằng cách nhằm vào dân thường. Cùng ngày, một quan chức Ukraine cảnh báo xung đột sẽ lan xa tới Nga. Theo Reuters, phát biểu trước các thành viên Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa Nga, ít nhất ở khu vực biên giới, Kiev đang cố gắng tấn công vào các khu định cư dân sự ở Nga, những cuộc tấn công này sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Ông Putin cũng khẳng định 95% số đạn pháo và tên lửa đã bị các lực lượng phòng không Nga bắn hạ, song các đòn tấn công của Kiev cũng gây ra thương vong cho dân thường Nga. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đã có 4 cuộc tấn công vào tỉnh Begorod và một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk do lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine có khoảng 2.500 người tiến hành. Cũng theo ông Putin, lực lượng ủy nhiệm đó có 35 xe tăng và 40 xe bọc thép, Ông khẳng định lực lượng ủy nhiệm đã mất khoảng 60% quân và một nửa số xe bọc thép. Cách đây ít hôm, các nhóm vũ trang chống điện Kremlin gồm quân đoàn tự do Nga, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga đã phát động một cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga gần biên giới. Bộ Quốc phòng Nga đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập qua biên giới của các lực lượng ủy nhiệm của Ukraine trong nhiều ngày qua. Truyền thông Nga cho rằng những vụ tấn công qua biên giới gần đây là nỗ lực làm mất uy tín giới chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính trị cũng như làm gián đoạn hoạt động chuẩn bị bầu cử tổng thống. Theo các chuyên gia phương Tây, những vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ thuộc Moscow phân tán lực lượng để đối phó và khiến an ninh biên giới của Nga bị suy yếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định những nỗ lực tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi thế cho Nga trên mặt trận thông tin, giúp công chúng nước này đoàn kết và ủng hộ chính quyền cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã và đang diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Đây là năm đầu tiên hình thức bỏ phiếu trực tuyến từ xa được áp dụng. Có bốn ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống Nga, bao gồm ông Vladimir Putin, ứng cử viên độc lập, ông Vladislav Davankov, đảng những con người mới, ông Leonid Slutsky, đảng Dân chủ tự do Nga, và ông Nikolai Karistonov, đảng Cộng sản Liên bang Nga. Các dự báo đều cho thấy Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin có khả năng nắm chắc phần thắng để tiếp tục giữ ghế Tổng thống đến năm 2023. Trong bối cảnh bế tắc trên chiến trường do thiếu đạn dược và nhân lực, Ukraine tăng cường tấn công sâu vào đằng sau chiến tuyến của Nga. Nhằm vào tàu chiến, các tuyến đường sắt và sân bay của đối phương nhằm làm giảm bớt các hoạt động quân sự của Moscow. Gần đây nhất, chiến dịch này của Kiev tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, đánh vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong các cuộc tấn công ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, UAV Ukraine đã tấn công 4 cơ sở lọc dầu của Nga. Kể từ đầu năm tới nay, Ukraine tuyên bố đã tiến hành gần chục cuộc tấn công như vậy. Các chuyên gia và giới chức trách Ukraine cho hay, Kiev hy vọng sẽ có thể làm gián đoạn các tuyến hậu cần và hoạt động chiến đấu của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự quan trọng khác của Moscow. Kiev cũng hy vọng có thể làm giảm lợi nhuận mà Nga kiếm được từ việc xuất khẩu các mặt hàng dầu mỏ và gây gián đoạn thị trường dầu mỏ nội địa của Nga. Ông Mikhail Krustikin, một nhà phân tích năng lượng độc lập ở Oslo của Na Uy cho hay, các cuộc tấn công đã khiến Nga phải ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước trong thời gian sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị hư hại. Trong một bản cập nhật tình báo công bố tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng công suất lọc dầu của Nga đã tạm thời bị giảm do các cuộc tấn công của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin ngày 13 tháng 3 nói rằng, mục tiêu của các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu cùng với cuộc xâm nhập của các nhóm vũ trang được Ukraine hậu thuẫn vào lãnh thổ Nga trong tuần này là nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Lý do UAV Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu của Nga khá rõ ràng. Theo chuyên gia về năng lượng Krustikin và giáo sư Damien Ensch, Thuộc Đại học Leze ở Bỉ, Nga có rất nhiều nhà máy lọc dầu và chúng nằm dài rác trên khắp lãnh thổ Nga. Moscow không thể bố trí hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các cơ sở đó. Nhiều nhà máy bị tấn công nằm ở phía Tây, gần Ukraine hơn. Các nhà máy lọc dầu nói riêng là trọng tâm hàng đầu vì chúng biến dầu thô thành các sản phẩm có giá trị như xăng, dầu diesel, dầu hỏa và nhiên liệu máy bay. Không giống như các cơ sở hạ tầng khác như đường ống dẫn dầu, các nhà máy lọc dầu có nhiều máy móc với các quy trình kỹ thuật phức tạp, có thể mất tới vài tháng để sửa chữa nếu chúng bị hư hại. Việc sửa chữa có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường so với các lệnh trừng phạt của phương Tây cấm bán một số linh kiện nhất định cho Nga. Sau các cuộc tấn công ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, hai nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod phía đông Moscow và ở khu vực phía nam Rostov tạm thời bị dừng hoạt động. Theo chính quyền địa phương, hỏa hoạn cũng bùng phát tại hai nhà máy lọc dầu khác của Nga. Việc các cơ sở lọc dầu của Nga bị gián đoạn hoạt động không có nghĩa là Ukraine thực sự có thể làm suy yếu gã khổng lồ năng lượng vốn là cốt lõi của nền kinh tế Nga và đem lại nguồn tiền để Moscow duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt hiện vẫn chưa rõ tác động của các cuộc tấn công nói trên đối với cục diện trên chiến trường nga vẫn đang có lợi thế và liên tục dồn ép dọc chiến tuyến trong những tuần gần đây ông Sergei Vakulenko, cựu giám đốc cấp cao của Gazprom Nep và hiện là chuyên gia năng lượng tại Quỹ Carnegie Vì Hòa Bình Quốc tế cho biết, Nga đang sản xuất nhiều dầu diesel hơn mức cần thiết để cung cấp cho quân đội. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga cho tới nay hầu như không ảnh hưởng đến công suất sản xuất dầu diesel và ảnh hưởng khá nhỏ đối với doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Trước đây đã có nhiều nỗ lực nhằm làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga. Hầu hết châu Âu đã từ bỏ năng lượng Nga. Dù vậy, Nga đã tìm cách làm giảm tác động bằng cách mở rộng bán hàng sang các nước thân thiện hơn, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, thậm chí đầu tư vào đội tàu bóng tối để xuất khẩu dầu, tiếp tục xuất khẩu dầu ra thế giới. Thứ trưởng năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 14 tháng 3 cho hay, Nga đang xoay trục một lần nữa để đối phó với thách thức mới, ông dự đoán sản lượng của các nhà máy lọc dầu sẽ giảm trong năm nay, nhưng nhấn mạnh Nga có nhiều lựa chọn và thay vào đó sẽ tăng xuất khẩu dầu thô. Ông Sorokin nói, tình hình vẫn ổn định và không có gì đột biến, xuất khẩu dầu mỏ sẽ cao hơn.